Mến chào quý vị và các bạn đã đến với bản tin thời sự tin nóng 24 giờ. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng chúng tôi trong suốt thời gian vừa qua. Chương trình hôm nay của chúng tôi sẽ có những nội dung chính đáng chú ý như sau. Bộ trưởng Bộ Y tế, 9.000 Blue Trắng nghỉ việc và những cái ngưỡng. Con số hơn 9.000 đã được Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan nhắc đến hôm qua. Đây là những Blue Trắng đã nghỉ việc thời điểm sau dịch COVID-19. Nhưng dường như đại dịch chỉ như giọt nước cuối làm tràn chiếc ly chịu đựng mà thôi. Hơn 9.000 tính đến năm 2022, nhưng chính xác phải là 9.680 trong chỉ 18 tháng tính đến 2022. Cần phải mở ngoặc, 9.680 Blue thôi việc, bỏ việc thì lại xảy ra ở ngay chính những tỉnh, thành lớn nhất nước. Ví dụ thành phố Hồ Chí Minh, hơn 2.000 người, thủ đô Hà Nội, hơn 1.000, Đồng Nai, 496 người, Bình Dương, 368 người. Có nghĩa là càng ở các tỉnh thành lớn, càng có nhiều người trong ngành y nghỉ việc, bỏ việc. Dược sĩ bỏ việc, nữ hộ sinh bỏ việc, kỹ thuật y bỏ việc, điều dưỡng bỏ việc, bác sĩ cũng bỏ việc. Cận lâm sàng bỏ việc, sản, nhi bỏ việc, nội, ngoại khoa bỏ việc, truyền nhiễm bỏ việc, hồi sức cấp cứu cũng bỏ việc. Cần phải nói thẳng đây là tình trạng chảy máu cực kỳ trầm trọng trong ngành y tế. Phải nhấn mạnh, tỷ lệ nghỉ việc, bỏ việc từ con số hơn 9.000 này đã tăng 177% so với thời điểm trước dịch COVID-19. Nhưng ngoài nguyên nhân dịch bệnh áp lực công việc khổng lồ tới cả sức khỏe, cả tinh thần của các y bác sĩ, còn có những nguyên nhân chính sách khác mà họ đã, đang âm thầm chịu đựng suốt bao năm qua. Trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan có nói đến đề xuất sửa đổi Nghị định 56 và các quyết định 73, 75, những văn bản quy định chế độ đãi ngộ đối với nhân viên y tế từ thôn bản tới trung ương. Hiện nay đội ngũ nhân viên y tế công lập chiếm 95% trong tổng số cán bộ nhân viên y tế phục vụ cho người dân. Đây là lực lượng rất quan trọng. Nếu không có chính sách tốt để giữ chân đội ngũ này sẽ khó khăn trong quá trình đảm bảo đời sống của anh em và cũng không đáp ứng được yêu cầu mong mỏi của các cơ sở y tế khi mà cử họ đi học. Có thể bạn không tin, nhưng Nghị định 56 mà bà Lan nói trước Quốc hội đã được ban hành năm 2011, quyết định 73 được ban hành cùng năm. Cũng năm 2011, còn quy định 75, nó đã được ban hành từ tận năm 2009. 15 năm qua các quy định về chế độ đối với nhân viên này đã không mảy may thay đổi. Trong tương quan so sánh là lương cơ sở đã 8 lần tăng. Chưa tính tới lạm phát đã làm mai một không nhỏ giá trị đồng tiền. Trên các diễn đàn ngành y, có những sự thật rất khủng khiếp, những thống kê rất đau lòng, rất buồn và cũng rất vô lý, học phí trường y chẳng hạn. Luôn trong top những trường có mức học phí cao nhất. Có những trường y tế tư nhân thậm chí thu học phí tới 200 triệu đồng trên năm. Đã thế, một sinh viên ngành y phải học trung bình ít nhất 6 năm. Đã thế, sau 6 năm, họ phải học tiếp 18 tháng để lấy chứng chỉ hành nghề. Tổng thời gian ngồi ghế nhà trường cho đến khi có thể đeo tai nghe ít nhất 7,5 năm. Nếu so với các ngành khác thì sau 7,5 năm, một người đồng trang lứa đã có thể thực lĩnh lương bậc 3. Mở ngoặc rằng việc học của ngành y là cả đời, nếu không muốn bị lạc hậu. Học lâu, học phí cao, xuất phát điểm về lương ở dưới không so với các ngành nghề khác, và chế độ đãi ngộ thì đã tụt hậu đến vô lý. Theo các quyết định 75 và 73, tiền cho mỗi ca mổ có thể đứng chùn chân từ 4 đến 14 tiếng đồng hồ chỉ là 80.000 đồng ở tuyến loại 1, tức là các bệnh viện ở trung ương. Số tiền này đuối dần, tụt dần, teo dần, ít dần, để đến các tuyến tỉnh, huyện chỉ còn 50.000 đồng. Người phụ mổ chỉ còn được bồi dưỡng 30.000 đồng và thảm hại nhất, thậm chí chỉ 15.000 số tiền sau đó chắc không biết phải mua gì để bồi dưỡng. Chế độ tiền trực cũng vậy. Ví dụ một ca trực từ 7 giờ sáng chủ nhật tới ngày thứ hai thì được 115.000 đồng. 115.000 đồng cho ca trực kéo dài 24 tiếng đồng hồ với vô vàn áp lực. Bộ Y tế đang rất nỗ lực để thay đổi những chế độ đã quá lạc hậu này, thứ đã vững vàng một chỗ suốt 15 năm qua. Nhiều bác sĩ phải dáng lạc quan khi nghĩ rằng muốn không bỏ việc như hơn 9.000 đồng nghiệp thì hoặc họ phải đứt dây thần kinh chịu đựng, hoặc nhà chẳng có gì ngoài điều kiện, đi làm chỉ vì đam mê. Họ đùa đấy. Chứ ngành y vẫn hy sinh và nước mắt vẫn rơi. Vẫn còn nhiều hơn những người mặc blue trắng vẫn chỉ sống chằn chặn, trông cả vào lương. Hãy chỉ cần nhìn nhận đơn giản thế này, thay đổi chế độ đãi ngộ với các y bác sĩ hôm nay không chỉ để ngăn làn sóng chảy máu chất xám cho riêng ngành y, không để bù đắp cho những người mang sứ mệnh cứu người, mà đơn giản hơn rất nhiều, đó là sự công bằng tối thiểu mà họ hoàn toàn xứng đáng được nhận. Bệnh viện ế khách do không cạnh tranh được với y tế tư nhân. Lượng bệnh nhân đến khám giảm, người lao động có nguy cơ thiếu lương vì nhiều bệnh viện ế khách. Thưa quý vị, Sở Y tế Cà Mau cho biết lượng bệnh nhân đến một số đơn vị giảm mạnh, làm nguồn thu giảm theo.
các tháng cuối năm 2024, có 6 đơn vị dự kiến thiếu hụt kinh phí hoạt động thường xuyên và chi trả lương phụ cấp cho nhân viên do nguồn thu khám chữa bệnh thấp. Bệnh viện ế khách thiếu hụt kinh phí để hoạt động và chi trả các khoản tối thiểu cho y bác sĩ, nhân viên y tế. Đời sống khó khăn, công việc nặng nhọc, áp lực thực là không công bằng với người lao động. Chính tình trạng này là nguyên nhân dẫn đến việc không tuyển được nhân viên y tế vào các cơ sở y tế công. Chưa kể, nhiều người có năng lực chuyển sang làm việc cho bệnh viện tư. Riêng Cà Mau, từ năm 2023 đến nay, có 13 viên chức nghỉ việc chuyển công tác, trong lúc năm 2023 chỉ tuyển được 5 trên 27 chỉ tiêu. Cũng cái vòng luẩn quẩn, khi bệnh viện công thiếu bác sĩ giỏi, cơ sở vật chất thiếu thốn, thì bệnh nhân lên tuyến trên hoặc khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế tư nhân, bệnh viện công lại ế khách. Bệnh nhân có số lượng như những năm trước hoặc có thể cao hơn một chút, nhưng bệnh viện tư mở ra nhiều, cơ sở vật chất, máy móc thiết bị được trang bị đầy đủ, thu hút nhiều bác sĩ giỏi hút hết khách. Còn bệnh viện công, theo Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Phú Tân Mạc, Hồng Nhù, các trang thiết bị cần thiết vẫn còn thiếu như máy gây mê, máy phẫu thuật nội soi, máy sinh hóa. Một số trang thiết bị bị hư hỏng sửa chữa nhiều lần, ảnh hưởng không nhỏ đến công tác chẩn đoán và điều trị bệnh nhân, ế khách là phải. Để thu hút được bệnh nhân và giữ chân được bác sĩ, nhân viên giỏi, giải pháp là đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất và mua sắm trang thiết bị. Y bác sĩ phải được đào tạo, nâng cao tay nghề và giỏi chuyên môn. Bệnh viện phục vụ bệnh nhân tốt, bác sĩ điều trị giỏi thì mới không ế khách. Quy luật của thị trường là vậy đó. Sở Y tế Cà Mau kiến nghị đến Ủy ban Nhân dân tỉnh, Sở Tài chính, Bảo hiểm xã hội về những khó khăn của ngành y tế, đặc biệt là nguy cơ thiếu lương ở một số cơ sở khám chữa bệnh. Đây chính là chuyện cốt lõi nhất, phải chi trả đủ lương cho người lao động. Bác sĩ không đủ lương để sống thì không thể nói chuyện làm việc tốt, khám chữa bệnh đạt chất lượng. Làm ăn ngày càng kém thì bệnh viện ngày càng ế. Thực trạng bệnh viện công ế khách không chỉ ở Cà Mau mà còn ở nhiều địa phương khác. Trong môi trường cạnh tranh hiện nay, nếu không đầu tư đúng mức về cơ sở vật chất và nguồn nhân lực thì sẽ thất bại. Những thông tin vừa rồi đã khép lại thời lượng của Tin Nóng 24 giờ. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp xin quý vị để lại tại phần bình luận. Xin kính chào quý vị và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.